vị giám đốc 1 phút, phương pháp quản lý hiệu quả nhất thế giới. Hơn 750.000 bản cuốn Nhà quản lý 1 phút đã được xuất bản. Phương pháp của nhà quản lý 1 phút có gì hiệu quả mà thành công đến vậy? Có 3 bí mật hay 3 yếu tố về phương pháp quản lý 1 phút. Bí mật 1. Lập mục tiêu 1 phút. Thống nhất các mục tiêu, không nhiều hơn 6 mục tiêu, với các nhân viên. Nhớ ghi lại từng mục tiêu một trên từng mẫu giấy. Đấy gọi là lập mục tiêu trong 1 phút. Từ đó, nhân viên biết chính xác điều gì chờ đợi ở họ. Và ít khi đi gặp giám đốc trình bày các khó khăn, họ biết họ được thuê để giải quyết các khó khăn. Cụ thể gồm các bước. Xác định các mục tiêu. Xem xét những giải pháp thích hợp nhất cho mục tiêu ấy. Mô tả rõ từng mục tiêu trên mỗi trang giấy A4. Mỗi trang tối đa không quá 250 từ. Kiểm tra kỹ từng mục tiêu để đảm bảo rằng việc đọc chúng chỉ mất 1 phút. Mỗi ngày dành 1 phút để đánh giá thành quả công việc của mình. Kiểm tra xem kết quả những việc mình đã làm có phù hợp với mục tiêu đã đề ra hay không. Bí mật 2. 1 phút khen ngợi. Nhân viên nên đọc lại các mục tiêu thường xuyên như một cách bảo đảm rằng kết quả thực hiện đúng với kỳ vọng. Họ cũng nên cung cấp chi tiết của diễn tiến công việc cho nhà quản lý. Điều này không có nghĩa là nhà quản lý theo dõi nhân viên đang làm gì, mà nhà quản lý có thể biết được họ đang làm việc một cách đúng đắn. Từ đó có thể khen thưởng 1 phút, mang đến những phản hồi tốt và ngay lập tức đối với những công việc đã được thực hiện. Cụ thể gồm các bước. Ngay từ lúc ban đầu, hãy cho nhân viên biết bạn sẽ để ý đến việc làm của họ. Khen tặng họ ngay khi họ làm đúng, nói cho họ biết họ đã làm đúng việc gì. Nêu chính xác lý do vì sao bạn ngợi khen họ. Cho họ biết bạn cảm thấy vui thế nào khi họ làm đúng và việc làm đó có tác động như thế nào đối với công ty và những đồng nghiệp khác. Dừng một lát để họ cảm nhận được cảm giác vui vẻ của bạn. Khích lệ họ tiếp tục làm tốt như vậy. Bắt tay hoặc vỗ vai để cho nhân viên của bạn thấy rằng bạn luôn ủng hộ họ thành công. Bí mật 3. 1 phút khiển trách. Nếu một người có các kỹ năng thực hiện công việc một cách đúng đắn, nhưng lại không đem lại kết quả như mong đợi, nhà quản lý sẽ có khiển trách 1 phút. Sự khiển trách nghiêm túc này là khiển trách một hành động hay thái độ, không phải là khiển trách một con người. Và đây chỉ là trường hợp ngoại lệ so với chuyên môn hàng ngày của nhân viên. Sau khi khiển trách, nhà quản lý nhắc nhở nhân viên này về giá trị của anh đối với công ty. Cụ thể gồm các bước. Nói trước với nhân viên rằng dứt khoát bạn sẽ khiển trách họ khi họ phạm lỗi. Khi nhân viên phạm lỗi, bạn thực hiện 1 phút khiển trách và nên nhớ. Khiển trách họ ngay tức khắc. Nói rõ họ đã làm sai điều gì. Nói cho họ biết cảm giác của bạn bằng thái độ dứt khoát. Ngừng một vài giây, giữ im lặng cho họ cảm nhận được những gì bạn nói. Bắt tay hoặc vỗ vai để người nhân viên hiểu rằng bạn thật sự đứng về phía họ. Nhắc cho họ biết bạn đánh giá bản thân họ rất cao. Nhưng riêng trong trường hợp vừa rồi, bạn không tán thành hành vi của họ. Hãy nhớ rằng, một khi khiển trách xong thì ta sẽ không nhắc lại lỗi cũ của nhân viên nữa. Người lãnh đạo thực sự sẽ tìm cách tạo ra một môi trường làm việc thoải mái. Ở đó mọi người có đủ thời gian cần có để theo đuổi các mục tiêu quan trọng. Ý nghĩa tạo ra sự thoải mái là để mỗi người biết chính xác vai trò của mình, có sự minh bạch và rõ ràng của mục tiêu. Để hiểu rõ hơn về phương pháp quản lý công việc 1 phút, vừa đơn giản vừa hiệu quả này, mời bạn tìm đọc sách để hiểu rõ hơn nhé. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.